Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Em English. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một chủ đề mình rất là phấn khích, đó chính là Hotel Job. Và hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu về How to create a professional resume. Chủ đề này nói về cái cách mà chúng ta có thể tạo được một cái CV chuyên nghiệp. Đầu tiên, để tạo được một CV chuyên nghiệp thì các bạn phải tự trả lời cho bản thân mình rằng cái nơi mà bạn muốn phỏng vấn là ở đâu? Đó chính là câu hỏi trả lời cho khỏi là where. Có nghĩa là nơi đó nó có tính chất là formal hay không, hay là chỉ là một cái nơi làm việc bình thường thôi. Và cái thứ hai là bạn phải biết được rằng cái vị trí của mình là vị trí gì. Có nghĩa là bạn làm cho ngành giáo viên, bác sĩ, hay là làm cho ngành hotel. Và cái thứ ba là bạn phải biết trả lời cho mình rằng là ai sẽ là người phỏng vấn bạn, người nước ngoài hay là người Việt Nam, công ty đó mang tính nước ngoài hay là mang tính hay là chỉ là Việt Nam thôi. Và tiếp theo là bạn, từ ba câu hỏi trên thì bạn có thể hình thành cho mình được một cái cách suy nghĩ rằng cái cách để mà có thể tạo nên một cái CV mình là như thế nào. Và trong một vài trường hợp thì có một số bạn hỏi mình rằng nếu mà bạn muốn thay đổi công việc thì cái mà bạn có thể làm với CV của bạn là gì? Có nghĩa là bạn sẽ viết một cái CV như thế nào? Bạn có cần viết một cái CV mới phù hợp với vị trí công việc mới hay không? Hay là viết một cái CV theo trình tự thời gian? Có nghĩa là bạn mới vừa thay đổi công việc, mới vừa nghỉ tại khách sạn và bạn muốn trở thành giáo viên. Và bạn chỉ viết theo trình tự thời gian, có nghĩa là tất cả những cái experience của bạn nó là hotel job. Như vậy thì có phù hợp hay không? Thì ở đây mình sẽ trả lời giúp bạn rằng mỗi công việc thì nó đều có một cái tính chất riêng của nó, và người phỏng vấn luôn đòi hỏi được những cái kinh nghiệm của bạn phù hợp với cái vị trí mà họ đang đòi hỏi. Bạn không thể nào nộp một cái vị trí cho một cái CV là hotel job đầy những kinh nghiệm về hotel, về khách sạn cho một vị trí giáo viên. Thật chất thì có những nơi người ta sẽ nhìn vào những cái kinh nghiệm của bạn, nhìn vào những cái mà gọi là kỹ năng của bạn để người ta có thể apply được cho công việc. Nhưng mà thường thì sẽ không như vậy đâu các bạn. Thường thì người ta sẽ đòi hỏi một cái gì đó nó rõ ràng trước mắt hơn, là để cho họ phải tự suy nghĩ rằng mà cái tính chất, cái ability của mình có phù hợp hay không. Thì ở đây mình khuyên các bạn là nên theo hai hướng, là bạn có thể tạo ra hai CV. CV thứ nhất là hotel job, đầy kinh nghiệm về hotel job, và gửi cho cái vị trí mà mình muốn apply phù hợp với CV. Và cái CV thứ hai đó là cả về bên lĩnh vực và giáo viên. Và người ta không quan trọng là cái thời gian đó nó diễn ra bao lâu, nghĩa là kinh nghiệm của bạn có được là bao lâu rồi, lâu rồi hay là mới đây. Người ta không quan trọng đâu, người ta chỉ quan trọng là những cái kinh nghiệm mà bạn có được thôi. Nên các bạn đừng lo về cái việc mà cái trình tự thời gian khi mà mình nộp một cái CV. Mình khuyên là bạn nên tạo ra hai CV để nhỡ khi mà bên giáo viên bạn không thể xin vượt được thì bạn có thể apply cho hotel job. Và từ cái mục tiêu mà bạn đã có được một cái strategy plan rõ ràng, thì bạn sẽ phải có được một cái format cho cái CV của bạn rõ ràng. Và ngoài ra, mình muốn giới thiệu cho các bạn một trang web, đó là hoteljob.vn. Có thể một số bạn biết nó rồi, và có thể một số bạn chưa biết. Thì ở đây, mình muốn nhấn mạnh rằng cái trang web này, khi mà mình mỗi lần mà mình nộp CV vào, thì qua một ngày sau, bên khách sạn đã nhận được liền. Có nghĩa là cái thời gian mà nó chuyển đi nhanh hơn so với những trang web khác. Alright, bây giờ mình muốn giới thiệu cho các bạn về CV của mình. Đây là cái CV xin việc của mình, nhưng không phải hình của mình. Thì khi mà bạn có được một cái chiến lược, tạo một cái CV phù hợp với vị trí mình đang hướng đến, thì các bạn sẽ dễ dàng hình dung ra được những cái bố cục, những cái gì mà mình muốn thể hiện trong đây. Cái CV nó là phản ánh cái con người của bạn, phản ánh được cái trình độ, khả năng và kiến thức của bạn, cũng như là cái sự mà sắp xếp của bạn. Bây giờ thì ở cái CV này, mình
thực hiện trên Microsoft Word. Tại sao mình lại thực hiện trên Microsoft Word? Tại vì thứ nhất là nó không tốn tiền. Tại vì một số trang trang web mình biết á, là nó sẽ cho các bạn tạo miễn phí. Nhưng mà khi các bạn muốn chỉnh sửa, update thì rất là khó và các bạn phải chi trả. Và cái vấn đề thứ hai á, là khi mà mình tạo trên trang Microsoft Word thì mình có thể dễ dàng chỉnh sửa bất kỳ lúc nào mà mình muốn và mình dễ dàng design, dễ dàng thiết kế theo cái kiểu cách của mình muốn. Và ngoài ra thì mình có thể chuyển thành cái PDF để mà mình có thể in ra hoặc là lưu trữ nó dễ dàng hơn. Ở đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn về cái cách mà mình trình bày một cái CV của mình như thế nào. Ở CV này là CV tiếng Anh, hoàn toàn là tiếng Anh hết. Và cái người mà mình muốn gửi đến đó là một cái công ty, một cái khách sạn là nước ngoài. Nên cái cách bố cục và trình bày của nó có thể là rất là khác so với một cái công ty ở Việt Nam bình thường. Thì ở đây các bạn thấy là mình trình bày đầu tiên là hình ảnh của mình. Ở ảnh này thì các bạn có thể chụp 3:4 hoặc là 4:6 cũng được, tùy theo kích cỡ CV mà bạn muốn. Và ngoài ra thì bạn nên mặc vest hoặc là áo sơ mi để mà nó có một cái sự chỉnh chu hơn. Và ở đây thì đầu tiên là mình sẽ mình sẽ ghi trên tiêu đề là đầu tiên là cái tên của mình là full name, mình sẽ ghi tên của mình ra trên đây. Và tiếp theo đó là một cái gọi là khẳng định bản thân của mình. Ở đây mình ghi là với 2 năm kinh nghiệm ở Hotel Job và Teaching thì mình có thể tìm kiếm một cái cơ hội thử thách đó cho công việc phù hợp với cái khả năng và cái personality của mình. Và bên bố cục bên trái ở đây đó chính là về các skill, các habit và các certification và degree. Và ngoài ra thì mình có được cái honor và award là những cái giải thưởng mà mình có được. Tiếp theo là trang thứ hai cũng cột bên trái luôn, đã nói về cái activity, những cái hoạt động của mình, đó là hoạt động tình nguyện hay là những cái chương trình mà mình tham gia và có được những cái chứng chỉ bằng cấp hay là khen thưởng gì đó thì các bạn thêm vào ở chỗ này. Và ngoài ra thì ở cuối cùng là contact, có nghĩa là thông tin liên lạc. Thì thường thì người Việt Nam sẽ gửi thông tin liên lạc lên đầu tiên. Nhưng mà không, mình chỉ muốn cho người ta thấy được những cái skill của mình trước và những cái experience của mình trước. Đó. Nên mình sẽ để trên đầu tiên và những cái gì mà mình cảm thấy là nó không có cần thiết lắm thì mình sẽ để nó ở dưới. Thì khi mà người ta muốn liên hệ mình sau khi người ta đọc CV của mình thì người ta phải dò tuốt ở dưới để người ta tìm. Và đó là một cái mẹo của mình, cái tip của mình. Mình muốn là người ta sẽ xem hết tất cả những cái gì trong CV của mình và người ta sẽ tìm được cái cần tìm. Và ở đây mình nhắc lại nhé, ở trên này thì các bạn nhớ là full name, ngay đây mình đánh tên đầy đủ. Và tiếp theo đó là chuyên ngôn về năng lực. Kế đến đó là những cái kỹ năng bên cột bên trái. Còn cột bên phải thì ở chỗ này mình sẽ điền là professional experience, có nghĩa là mình sẽ điền những cái kinh nghiệm về nghề nghiệp của mình. Ở đây thì ở dưới á, thì mình sẽ điền về cái position at hotel name, có nghĩa là bạn phải điền ở chỗ này là cái vị trí mà mình đã từng làm tại khách sạn nào đó hoặc là tại nơi nào đó. Các bạn điền rõ ra. Tiếp theo là thời gian, có nghĩa là các bạn làm từ thời gian nào đến thời gian nào và cái tính chất công việc là gì, full time hay là part time. Và tiếp theo là địa chỉ của công ty đó và website. Kế đến là main responsibility, có nghĩa là những cái công việc chính của bạn là gì, công việc chính của cái vị trí đó bình thường bạn đã làm là gì. Ở đây thì mình cũng ghi rõ ra là mình từng làm bên membership và mình công việc của mình là giao tiếp và làm việc trực tiếp với khách hàng, rồi đổi điểm và trừ điểm trên hệ thống. Và ngoài ra thì mình cũng có tiếp nhận số complaint và cung cấp những cái thông tin gì đó, khách hàng quan trọng gì đó. Alright, bây giờ ngay chỗ achievement, ngay chỗ này, có nghĩa là trong một cái vị trí
thì bạn phải có được những cái achievement cụ thể, có nghĩa là sau một thời gian làm việc thì bạn có được những cái gì. Ở đây mình ghi là develop skill, có nghĩa là mình phát triển được những cái kỹ năng của mình. Đó là những kỹ năng gì mình cũng liệt kê ra: personal skill, English skills, computer skill gì đó. Và tiếp theo ở phần dưới, ở phần dưới này thì các bạn trình bày về cái vị trí thứ hai của mình, đó là sales coordinator. Ở đây mình cũng ghi rõ tên khách sạn nè, rồi thời gian nè, rồi địa chỉ. Nhưng mà tại vì cái này là cùng một khách sạn cho hai vị trí nên mình không còn ghi địa chỉ và cái website nó ở đây nữa. Mình chỉ ghi vị trí và thời gian làm việc thôi. Và cũng là main responsibility thì mình phải ghi rõ ra được những cái công việc mà mình làm mỗi ngày là gì. Tiếp theo là achievement cũng vậy. Và sang bên đây, các bạn nên nhớ là khi mà mình trình bày một cái bố cục về cái CV thì cái chi tiết là nó phải rất là chi tiết và rõ ràng về tất cả những cái information mà mình muốn gửi đến cho người ta. Ngoài ra thì những cái chỗ mà bạn gạch đầu dòng nè, rồi những cái bảng đánh dấu sao nè, rồi mọi thứ nó phải gọi là logic với nhau, phải phù hợp với nhau. Chỗ nào in đậm là in đậm, chỗ nào in hoa là in hoa, chỗ nào cần thục ra bao nhiêu và thục vô bao nhiêu thì mình cũng phải ghi rõ ra, là mình cũng phải theo một cái format đó, chuẩn. Và vấn đề thứ ba đó là về grammar. Về grammar thì có nghĩa là ở đây mình sử dụng động từ. Thường thì các bạn có thể dùng danh từ trong một câu hoặc là vật in. Ở đây mình dùng động từ thôi, tại vì ý của mình là muốn nhấn mạnh về cái công việc, về cái hành động mà mình đã làm. Và phía bên đây thì mình lại dùng về danh từ, có nghĩa là vật in ở đây. Đó, mình chỉ nói về sở thích của mình. Và các bạn nhớ là ở trong cái phần certification và degree á, thì các bạn cũng phải ghi rõ ra ngay chỗ này là thời gian bao lâu mình đạt được cái chứng chỉ đó, hoặc là lúc nào, trong khoảng thời gian nào mình cũng phải ghi rõ ra. Cái cuối cùng là contact. Nhưng mà ở đây mình muốn cho các bạn thấy là sau khi mà mình hoàn thành một cái CV, và điều quan trọng ở đây á, là mình phải có một cái gì đó gọi là chào formal. Thì mình ghi là thank you for taking the time to read my resume. Ở đây là một cái formal ending. Đó. Sau khi các bạn hoàn thành một cái CV thì các bạn phải nhớ là thêm một cái này vào. Và cuối cùng là reference letter. Có nghĩa là khi mà mình gửi một cái CV đi thì mình kèm theo cái reference letter để mình chứng minh được cái năng lực của mình. Và cái reference letter này á, các bạn có thể nhờ thầy, cô, người đã từng tiếp xúc với các bạn, hoặc là khách hàng, hoặc là sếp của các bạn. Và nhờ họ viết cho bạn một cái reference letter. Và mình sẽ có một cái video để nói về cái reference letter này, cái cách để viết một cái reference letter này nhé. Và bây giờ mình muốn nhấn mạnh với các bạn lại một lần nữa, trong một cái CV xin việc thì các bạn phải có được, thứ nhất là có được một cái chiến lược cụ thể, chiến lược về mục tiêu. Các bạn sẽ gửi cho ai, vị trí gì và sẽ làm nó như thế nào. Và chiến lược về format là cách mà bạn trình bày bố cục nó như thế nào. Các bạn muốn người mà đọc CV của bạn hướng đến là những cái gì, họ sẽ nhìn thấy cái gì trước tiên. Và tiếp theo đó là sử dụng Microsoft Word. Ở đây mình chỉ nhấn mạnh về cái cách này của mình thôi. Còn các bạn cảm thấy cái nào mà tạo nên CV của các bạn đẹp hơn thì các bạn có thể theo. Và cái cách thứ ba đó là những cái chi tiết, những cái thông tin nó phải là rõ ràng và chi tiết. Chi tiết về ngày tháng, chi tiết về chức vụ, chi tiết về nơi làm việc, chi tiết về website. Đó là những cái mà chúng ta cần phải điền rõ vào. Và thứ tư đó là về grammar, có nghĩa là cái cấu trúc ngữ pháp mà bạn muốn sử dụng, cái ý mà bạn muốn truyền tải ở trong cái CV của mình, nó cũng rất là quan trọng. Và số năm là updating CV, có nghĩa là sau một cái thời gian làm việc tại một nơi nào đó
các bạn có được những cái kinh nghiệm gì thì các bạn có thể update cái CV của mình thêm để cho nó hoàn thiện hơn. Và thật sự thì mình đi làm việc nhiều và có được nhiều kiến thức và mọi thứ, nói chung là cái gì mà bên ngoài mình thể hiện, cái background của mình đó, là nó chỉ để phục vụ cho cái CV của mình thôi. Và cái thứ sáu đó là reference letter. Cái này là rất là quan trọng, tại vì khi mà các bạn xin việc ở những công ty nước ngoài á, thì các bạn cần phải có một cái reference letter, hoặc là các bạn xin để xin học bổng du học, hoặc là đi làm việc ở những nơi mà mang tính chất quan trọng á, thì người ta sẽ đánh giá về cái reference letter này của các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ thì mình đã giới thiệu xong về một cái CV formal là như thế nào. Mình hy vọng rằng các bạn có thể có được những cái cách mà các bạn tạo được một cái CV tốt cho mình, và hy vọng rằng các bạn sẽ nạp đâu đậu đó giống như mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Em English của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.